Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội đã bầu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Bình khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy, 183 đại biểu chính thức đại diện cho các giới, tôn giáo, dân tộc, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham dự đại hội. Tại đại hội, đại biểu khẳng định nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực. Đáng chú ý là quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được thể hiện rõ nét thông qua công tác giám sát và phản biện xã hội và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng ở từng địa phương. Tại đại hội, đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác mặt trận lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong sáng nay, đại biểu cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, nghe nhiều tham luận, thảo luận nhiều nội dung xoay quanh công tác phối hợp, vận động quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, giải pháp xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc và xây dựng cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đại hội cũng ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Bình khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Ôn đã thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đây là cầu Ban Chăn 4 ở xã Trà Côn vừa được khánh thành đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân địa phương. Cầu có chiều dài 27m, ngang 2,8m. Được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, vững chắc. Tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Côn vận động xây dựng nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Khi được cái thông tin là hỗ trợ là bắt cây cầu thì bà con rất là phấn khởi. Mọi người đều đồng tình
và đồng thời là sẵn sàng hiến đất để bắt cầu. Như bản thân tôi cũng đã có hiến bắt ngang đất của tôi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Côn đã xây dựng một số cái công trình để lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, như là phối hợp với các cái đơn vị tài trợ là khởi công và bằng nghiệm thu bàn giao là xây dựng hai cái cây cầu là nông thôn, đó là trị giá là khoảng 500 triệu đồng, rồi là phối hợp với các cái đơn vị tài trợ là hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết là cho hộ nghèo là hộ cận nghèo trên địa bàn xã với tổng là kinh phí là khoảng 450 triệu đồng. Ngay từ đầu quý 4 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn đã phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc hai cấp trong huyện đã vận động được hơn 7 tỷ đồng để thực hiện các công trình phúc lợi tại địa phương như xây dựng hai cầu, đường giao thông nông thôn, cất mới 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, trao tặng hơn 11.400 suất quà cho người nghèo, hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ban trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện đã xây dựng kế hoạch là phát động phong trào thi đua trong hệ thống của mặt trận từ huyện đến cơ sở. Thì qua cái phát động đó thì được làm mặt trận các tổ chức thành viên hưởng ứng rất là tích cực, góp phần thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn của huyện trong thời gian qua. Những công trình phần việc có ý nghĩa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn trong huyện Trà Ôn triển khai thực hiện chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hướng tới xây dựng huyện Trà Ôn đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc. Tham gia lớp tập huấn, cán bộ công đoàn được trang bị các kiến thức lý luận cơ bản về công đoàn Việt Nam, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn trong tình hình mới, kỹ năng thương lượng, thỏa ước lao động tập thể, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, vai trò của công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn. Lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và đặc biệt là trẻ em tại các hồ bơi trong dịp hè, từ hôm nay, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bắt đầu đợt kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi lặn trong toàn tỉnh. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và các điều kiện kinh doanh đảm bảo an toàn theo quy định. Qua kiểm tra, các cơ sở đều thực hiện tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ chức kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi lặn, có quan tâm thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn cho người tham gia bơi, có giáo viên hướng dẫn, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế túc trực tại hồ bơi để xử lý kịp thời các trường hợp cần thiết. Đợt kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời tuyên truyền chấn chỉnh những hạn chế trong việc kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi lặn của các tổ chức cá nhân, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè này. Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, trong năm 2024, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra xử lý vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú ý các dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các nhóm hàng như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các mặt hàng thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vân vân. Tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô.
Trong năm 2023, các sở ban ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thanh kiểm tra trên 10.350 vụ, phát hiện vi phạm về hàng giả 36 vụ, tổng số tiền phạt trên 1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 557 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là phân bón giả, thực phẩm bổ sung vi chất giả, sữa bột, thực phẩm đóng gói. Các hành vi vi phạm chủ yếu như là bán hàng quá giả về chất lượng, công dụng sử dụng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, kết quả quan trắc độ mặn vào lúc 7 giờ sáng nay tại các điểm đo trên địa bàn tỉnh, ghi nhận độ mặn đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 3 âm lịch ở mức từ 0,3 cho đến 2,4 phần ngàn. Cụ thể, tại Vũng Liêm, độ mặn đo được tại cống nàng âm huyện Vũng Liêm là 2,4 phần ngàn, tại trạm Tích Thiện huyện Trà Ôn là 0,3 phần ngàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, quan trắc độ mặn, vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi để ngăn mặn trữ ngọt. Các địa phương có nồng độ xâm nhập mặn cao, người dân cần phải kiểm tra độ mặn của nước trước khi tưới cho cây trồng.